Mừng sinh nhật tuổi 29, Diệu Nhi khoe loạt ảnh thuở bé đáng yêu, không ngần ngại khoe ảnh thời ngố tàu vào ngày sinh nhật. Diệu Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nét xinh xắn và duyên dáng khi còn nhỏ. Hôm nay ngày 21 tháng 5 cũng là ngày Diệu Nhi bước sang tuổi 29. Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi được người hâm mộ tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ. Bên cạnh đó, Diệu Nhi cũng có một món quà gửi đến mọi người nhân dịp bước sang tuổi mới. Đó là bộ ảnh thời thơ ấu. Diệu Nhi đã đăng tải loạt ảnh ngày bé cùng với dòng trạng thái "Mãi mãi tuổi 12 nhé" trên Instagram của mình. Diệu Nhi cũng chia sẻ ảnh lúc bé và chú thích "Mãi mãi tuổi nhi đồng". Lột lại những hình ảnh ngày ấy của Diệu Nhi mới thấy cô nàng đã sớm sở hữu nét duyên dáng, cuốn hút từ nhỏ. Hình ảnh Diệu Nhi thời thơ ấu dù không xinh xuất sắc nhưng lại có nét đẹp duyên dáng, đáng yêu tinh nghịch rất thu hút người khác. Khoảnh khắc ngây ngô, giản dị của cô nàng được ghi lại khiến nhiều người hâm mộ liên tục bày tỏ sự yêu thích. Bên dưới bài đăng của Diệu Nhi, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn cũng như khiếu hài hước của cô khi còn bé. Đồng thời, mọi người cũng không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người đẹp. Bước sang tuổi 29, Diệu Nhi đã gặt hái được khá nhiều thành công. Không chỉ xuất hiện dày đặc trên nhiều chương trình truyền hình, Diệu Nhi còn được đánh giá cao bởi diễn xuất tự nhiên, đa cảm xúc. Cô cũng được coi là một trong những đại gia ngầm của Biz khi sở hữu nhà, xe sang và hàng loạt hàng hiệu đắt đỏ. Dẫu vậy, Diệu Nhi vẫn khá khiêm tốn, không thích đề cập đến tài sản cá nhân vì sợ mang tiếng khoe khoang. Đặc biệt, một điều khiến mọi người quan tâm ở Diệu Nhi nữa là mối quan hệ với anh Tú. Vì không muốn dùng tình cảm để PR nên cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau hay nhắc về nhau trước công chúng. Dù có nhiều tin đồn họ đã chia tay, nhưng thỉnh thoảng cặp đôi lại để lộ những bằng chứng họ đang hạnh phúc bên nhau.